Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn download và giả lập OS của Firewall Checkpoint trên PNet Lab. Giả lập Checkpoint trên PNet Lab thì các bạn có thể sử dụng file ISO hoặc file của VMware cũng được. Trong video này thì mình chỉ hướng dẫn bằng file ISO thôi. Với file VMware thì mình sẽ để hướng dẫn trong mô tả, các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Để download file ISO thì các bạn vào trang supportcenter.checkpoint.com. Sau đó search từ khóa Gaia Fresh Install. Chọn tab Download. Sau đó chọn phiên bản mà các bạn muốn download. Hiện tại bản mới nhất thì đang là bản R81.10. Các phiên bản có biểu tượng khóa này thì các bạn cần phải có tài khoản hỗ trợ mới download được nhé. Mình không dùng tài khoản cho nên mình sẽ download file R81.10 này về. Sau khi đã có file ISO, các bạn sử dụng file Zilla để truy cập vào PNet Lab. Bấm dấu gạch đứng để quay trở lại thư mục gốc. Sau đó truy cập vào thư mục OPT, UNetLab, Add-on, QEMU. Tạo một thư mục trong QEMU với phần đầu sẽ là CPSG gạch ngang. Còn phần sau các bạn đặt thế nào cũng được. Mình sẽ đặt theo version. Sau đó upload file ISO lên thư mục vừa tạo. Sau đó thì các bạn sử dụng phần mềm console để SSH vào PNet Lab. Truy cập vào thư mục vừa tạo bằng lệnh CD. Trong này đã có file ISO mà mình vừa tải lên. Các bạn đổi tên file này thành cdrom.iso bằng lệnh mv. Sau đó tạo HDD driver cho image này. Lệnh thì các bạn cũng copy dưới mô tả nhé. Các bạn show lại có file hda.qcovk2 trong thư mục là OK. Sau đó các bạn mở trình duyệt web, tạo một bài lab và add checkpoint vào. Các bạn lưu ý khi add checkpoint lần đầu tiên khi cài đặt thì phải chọn VNC làm phần mềm console. VNC thì các bạn cần cài gói client pack nhé, mình cũng đã hướng dẫn rồi. Sau khi cài xong thì các lần sau các bạn cũng có thể sử dụng Telnet như bình thường. Kết nối với Cloud không? Các phần hướng dẫn kết nối tới Network thì mình đã hướng dẫn rất là chi tiết ở trong video Add FortiGate vào PNet rồi, nên mình sẽ không hướng dẫn lại ở đây nữa. Mình sẽ nối cổng ETH0 ra Cloud không của mình là cạt NAT trên VMware. Bật thiết bị lên và sử dụng VNC để thiết lập các thông số cho checkpoint. Chọn Install Gaia on System. Chọn OK. Chọn Keyboard, mình sẽ để là US. Phân vùng ổ cứng thì các bạn để mặc định cũng được nhé, nhấn Enter. Nhập password cho tài khoản admin. Các bạn nối ra Cloud không bằng cổng nào thì chọn cổng đó nhé, của mình đang là cổng ETH0. Sau đó nhập IP cho cổng này cùng giải với Cloud không. Cloud không của mình đang nối với cạt NAT 10.0.1.0/24 trên VMware nên mình sẽ đặt IP cùng giải này.
Sau đó thì chọn OK để cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì chọn Reboot. Sau khi reboot xong thì các bạn shut down checkpoint đi nhé. Sau đó thì kích phải chuột vào checkpoint, chọn node folder và copy đường dẫn này lại. Quay lại console, truy cập vào đường dẫn vừa copy bằng lệnh cd. Sau trong thư mục này các bạn sẽ thấy file hda.qcovk2. File này là file mà chúng ta vừa thêm phần cấu hình cạt mạng username bằng vnc. Các bạn sử dụng câu lệnh này để commit. Các cài đặt mà chúng ta vừa làm sẽ được sử dụng làm cài đặt default cho các lần tiếp theo. Khi đó thì chúng ta sẽ không cần thao tác lại các bước cài đặt như vừa nãy nữa. OK, sau đó thì các bạn vào file Zilla và xóa file ISO đi cho nó đỡ nặng máy nhé. Giờ thì các bạn có thể add image checkpoint vào để lắp bình thường. Console giờ các bạn có thể sử dụng theo nét được rồi. Đăng nhập với tài khoản mà các bạn đã tạo trên Ultra VNC. Các bạn có thể sử dụng lệnh show interface ETH0 để xem IP đã cấu hình. Như vậy là xong, các bạn có thể sử dụng IP này để đăng nhập trên trình duyệt web. OK, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn add image checkpoint vào PNetLab. Nếu các bạn đang gặp khó khăn gì thì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.